cứu của Hiệp hội các chuyên gia khúc xạ nhãn khoa, tính đến năm 2015, tỷ lệ người mắc tật khúc xạ, cận thị, loạn thị, viễn thị tại Việt Nam đã chiếm khoảng 15-40%, tương ứng 14 triệu đến 36 triệu người. Đây là những con số không nhỏ và đang có xu hướng tăng cao. Vậy làm sao để thoát khỏi chiếc kính cận an toàn và lấy lại đôi mắt sáng rõ? Bệnh viện mắt Hà Nội 2 xin giới thiệu phương pháp phẫu thuật khúc xạ LASIK công nghệ cao cho độ an toàn và chính xác. Phẫu thuật LASIK là một tiêu chuẩn trong phẫu thuật khúc xạ hiện nay. Đặc điểm chính của kỹ thuật này là cắt tạo một vạt giác mạc có chiều dày 110-130 micro với chu vi khoảng 300 độ bằng dao vi phẫu, chỉ để lại một bản lề nhỏ vẫn dính liền vào giác mạc. Đặc biệt, đây là phương pháp có mức giá rẻ nhất so với hai phương pháp FemtoLASIK và RelaxMind nên thích hợp với nhiều đối tượng. Để thực hiện được phương pháp này, đầu tiên người bệnh sẽ cần kiểm tra độ phù hợp của mắt với phương pháp LASIK, bao gồm chụp bản đồ giác mạc và đo khúc xạ trước và sau khi liệt điều tiết. Bác sĩ có thể thực hiện đo khúc xạ khách quan bằng cách chụp khúc xạ máy tự động để kiểm tra tật khúc xạ và soi bóng đồng tử, hoặc đo khúc xạ chủ quan bằng cách thử kính. Với kết quả đo khúc xạ và bản đồ giác mạc, bác sĩ sẽ kết luận và tư vấn phương pháp điều trị. Nếu đồng ý với phương pháp điều trị, người bệnh sẽ được khám nội khoa tổng quát và xét nghiệm máu trước khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tôi bị cận được 12 năm rồi. Vì do công việc tôi muốn đi thi tuyển tiếp viên hàng không nên tôi quyết định đi mổ. Quá trình mổ diễn ra nhanh chóng, các bác sĩ và điều dưỡng thì rất là nhiệt tình và chuyên nghiệp. Mổ xong thì không cảm thấy đau đớn hay là thấy rất là thoải mái. Để được tư vấn và điều trị tốt nhất tật khúc xạ và bệnh lý về mắt, liên hệ hotline 1900 27 7227 hoặc trực tiếp tới thăm khám tại địa chỉ 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.